Này Du sẽ đọc các bạn nghe. Đây là cái tập tập thơ rất là cũ của Du. Tập thơ này là có từ năm 1976. Hồi đó là Du vào đại học thì bà xã bà thấy Du hay hay đi chép nhạc chép thơ, bà mua cho cái, hồi đó chưa là bà xã đâu, hồi đó là mới bạn gái thôi. Thì bà mua cho cái cuốn, không phải là mua mà đóng đóng cái cuốn sổ này, tức là lấy các cái tập 100 trang đó đóng để Du chép thơ. Thì trong cái tập này Du chép được một số thơ. Từ thời còn học sinh cấp 3 ngoài Bắc. Đấy. Cho đến thời đi bộ đội, thời sinh viên. Thì hôm nay tôi mở tình cờ ra những cái trang này, là những cái trang thơ viết về thời sinh viên. Hôm nay xin đọc cho các bạn nghe vài bài. Có lẽ đọc từ bài thổi ý đi, đọc đọc vài bài thôi, từ bài thổi ý đến bài một thu buồn là mấy bài đó. Bài thổi ý thì có 4 câu thôi. Thổi ý, những bài này Du không nhớ là ghi viết năm nào, nhưng mà cái thời này là thời còn còn là sinh viên thì chắc ăn là nó phải phải những năm 77 78 79. Mà cái tập này chắc là khoảng 77, khả năng là 77 nhiều, tại vì từ 78 79 thì là hồi đó là Du có ý thức viết văn xuôi gửi cho Hội Văn học Nghệ thuật Hậu Giang đăng, truyền về những người lính, rồi gửi cho báo, các báo ở đồng bằng sông Cửu Long, ở trong nước, các báo tạp chí. Thì thứ nhất là viết về đồng đội của Du, như cái tuyên ngôn của Du là dành cái thời gian để viết về đồng đội. Và thứ hai là viết để kiếm tiền. Thời sinh viên này, lương Du một tháng có 47 đồng thôi, vì Du Du không có làm mà đi làm cái ngạch ngạch bậc sĩ quan chuyên ngành,
mà Du vẫn lấy cái hàm thượng sĩ bình thường, chứ nếu mà đại đội trưởng thì có thể làm một làm trung úy thì lương nó khá lắm, nhưng mà Du vẫn vẫn ăn cái lương thượng sĩ, cho nên là tiến sĩ chuyên ngành 47 đồng tháng, vì bởi vậy mà phải phải đi viết thêm, đi viết để kiếm tiền, bởi vì Du chả biết làm gì ngoài chuyện viết cả. Hồi đó thì Du nghĩ rằng là cũng chẳng làm quân hàm làm gì, không đi làm sổ thương binh, không đi làm quân hàm, thậm chí anh em nó suy làm chất độc cho cam không làm, mình nghĩ là thôi mình sống được là sướng rồi, bao nhiêu người nó chết rồi bị thương đó, họ khổ đó, để cho họ hưởng, chứ còn Du có cái gì đâu mà được thế này là được rồi, cho nên chả làm thủ tục gì. Ra quân thậm chí là không không lấy cái chính sách chế độ nào chuyên ngành hết, thế là quần áo quân trang ra quân ấy, cũng không lấy nữa, có trên người cái gì là mang đi học thế thôi đấy. Thì cho nên là sau này ấy, từ 78 79 là thời kỳ Du viết văn nhiều, bởi viết văn là để còn viết viết báo nữa, văn xuôi thì viết cho báo được nữa, báo nó nhanh có tiền đấy, do cái nhu cầu để sống, sống ở thành phố Cần Thơ tốn kém lắm, Du là người ăn xài này, cho nên là phải đi làm để kiếm tiền, vì vậy là tập trung sức để mà viết văn xuôi, viết văn xuôi đấy, cho nên những cái bài thơ này ấy, có khả năng là viết năm 77. Thì hôm nay Du xin đọc bắt đầu từ bài thuở ấy cho đến bài mùa thu buồn. Thuở ấy yêu em rụt rè vùng trộm, em đánh cắp tim tôi trong mối tình đầu, nghe có vẻ mâu thuẫn không? Thuở ấy yêu em rụt rè vùng trộm, cái chàng trai mới lớn, thuở ấy yêu em rụt rè vùng trộm, nhưng lại là em đánh cắp tim tôi trong mối tình đầu. Tôi vẫn sống giữa cuộc đời bề bộn mà tưởng chết rồi, em có biết cho đâu. Cái suy nghĩ của một cái chàng trai hồi đó là mặc dù Du là người lính chuyển ngành, nhưng mà vẫn vẫn còn là một chàng trai lập ngọc, suy nghĩ về cái chuyện thuở ấy, chuyện biết bắt đầu thuở biết yêu, nó rắc rối vậy đó. Thuở ấy yêu em rụt rè vùng trộm, em đánh cắp tim tôi trong mối tình đầu, tôi vẫn sống giữa cuộc đời bề bộn mà tưởng chết rồi, em có biết cho đâu. Bài thứ hai là bài Có lẽ nào. Chiều tìm em bắt gặp hoàng hôn, màu tím tím vô tình giăng trên biển, con sóng bạc rách chi lòng xao xuyến, mơ một ngày đạo vắng áp môi hôn. Có lẽ nào em không đến, bão tim anh cuồn cuộn thổi trong lòng, niềm khát vọng hiện hình rồi chợt biến, nhận chìm anh vào biển thẳm đêm mong. Du sống ở Cần Thơ nhưng mà vẫn tưởng tượng ra biển, bởi vì có một vài lần Du xuống thăm bà chị ở dưới Vũng Tàu đó. Cho nên có cái khái niệm biển này. Chiều tìm em bắt gặp hoàng hôn, màu tím tím vô tình giăng trên biển, con sóng bạc rách chi lòng xao xuyến, mơ một ngày đạo vắng áp môi hôn. Có lẽ nào em không đến, bão tim em cuồn cuộn thổi trong lòng, niềm khát vọng hiện hình rồi chợt biến, nhận chìm anh vào biển thẳm đêm mong. Cái bài thứ ba là bài Lạnh lùng. Lạnh lùng. Bạn cũ lâu ngày gặp lại,
tưởng như gặp lại ai đâu. Là sau sau cuộc chiến bắt đầu thấy có sự phân hóa trong tình cảm, người sướng người khổ, có những người thì may mắn làm được cái việc có tiền hay là được đề bạt những cái chức vụ có tiền, cho nên là có những người thì là rất gian khổ. Nếu có kể cái chuyện là Du đi vào trong đồng thăm một anh bạn thương binh, anh thế nào anh ở lại anh lấy vợ ở trong đó, thành thành dân ở ngoài Bắc thì cũng là nông dân, nhưng mà nông dân lúc bây giờ là sinh viên thì là có học, thế mà lại không không trở về, không trở về Bắc mà ở lại lấy vợ, thành người phó thường dân Nam Bộ, tự nhiên thành người dân. Mà cũng có những người bạn của Du thì chuyển ngành đi làm quan, được cấp nhà, có tiền mua xe Honda chạy, so với mấy cái anh bạn đồng đội trong đồng khác một trời một vực. Du biết cái ý này, lạnh lùng: bạn cũ lâu ngày gặp lại, tưởng như gặp lại ai đâu. Trời vẫn xanh trên đầu, biển vẫn xanh trước mặt, chỉ tình xưa lịnh tắt, lạnh lùng trong bàn tay. Mày lạnh lùng, không biết các bạn có thấy điều đó không? Bạn cũ lâu ngày gặp lại, tưởng như gặp lại ai đâu. Trời vẫn xanh trên đầu, biển vẫn xanh trước mặt, chỉ tình xưa lịm tắt, lạnh lùng trong bàn tay. Còn cái bài tiếp theo là bài góp nhặt. Thứ ngắn ngắn này: ngày ấy yêu em, quên trời quên đất, suốt ngày tất bật chỉ vì em thôi. Bây giờ xa xôi, biển trời cách mặt, anh ngồi góp nhặt chút tình ngày xưa, dẫu lìa ngõ ý còn tơ vương lòng. Mày góp nhặt là như vậy. Như là Du kể chuyện đi về về cái vùng đóng quân cũ, thăm thăm lại bà con đó, nơi mà có những cô gái hồi đó Du quen. Ngày ấy yêu em, quên trời quên đất, suốt ngày tất bật chỉ vì em thôi. Bây giờ xa xôi, biển trời cách mặt, anh ngồi góp nhặt chút tình ngày xưa, dẫu lìa ngõ ý còn tơ vương lòng. Bài tiếp theo là bài Nỗi đời anh về. Chiều mưa răng răng chắn lối, câu thơ lạc vào nỗi đời, gợi về thuở mới quen nhau, nhịp cầu nỗi mùa hoa cau, mắt xanh màu thương màu nhớ, mưa chiều đầy thơm duyên, đầy mưa chiều đầy thêm duyên nợ, phập phồng bóng bóng cho ai. Mà mưa mưa vẫn mưa hoài, cung thăng cung trầm thổn thức, xuôi mưa ngập tràn trong ngực, lênh lang nỗi đời anh về. Nỗi đời anh về. Chiều mưa răng răng chắn lối, câu thơ lạc vào nỗi đời, gợi về thuở mới quen nhau, nhịp cầu nỗi mùa hoa cau, mắt xanh màu thương màu nhớ, mưa chiều đầy thêm duyên nợ, phập phùng bóng bóng cho ai. Mà mưa mưa vẫn mưa hoài, cung thăng cung trầm thổn thức, xuôi mưa ngập tràn trong ngực, lênh lang nỗi đời anh về. Đây là cái bài Nỗi đời anh về. Còn bây giờ thì còn nhiều lắm, nhưng mà hôm nay Du xin đọc vài bài thôi. Thì hôm cái bài cuối cùng kết thúc là bài Mùa thu buồn.
Mùa thu buồn với tôi viết bốn cổ thơ và thòng thêm một câu nữa. Mùa thu buồn. Mày đọc mấy bài đó. Tôi bỗng bồn chồn trước ánh mắt em, và suối tóc đen dày như mây xóa, ngựa bốn mùa gom về đây tất cả, em lặng nhìn thăm thẳm một mùa thu. Cái thời thời mới giải phóng, thơ của Du nó bị ảnh hưởng thơ của các cụ ngoài Bắc ngày xưa, mà anh Nguyễn Bá đó, hồi đó anh làm ở Hội Văn học nghệ thuật Hậu Giang đấy, anh nhà nhà thơ Nguyễn Bá, nhà thơ của đồng bằng, mà Du là chủ nhiệm câu lạc bộ thơ của Đại học Sư phạm Cần Thơ, à, đại đại học Viện Đại học Cần Thơ, nhưng mà nói trường học mà, nhưng mà chủ nhiệm thơ là của cái khoa văn ngoại ngữ thôi, khoa văn ngoại ngữ thành lập, mà cả trường có một cái câu bộ thơ đó. Đầu tiên anh Thanh, anh học ca một khóa một, anh làm chủ nhiệm, rồi anh xin ra làm việc không đi học nữa, rồi anh chuyển giao cái chức chủ nhiệm câu bộ thơ cho Du. Thì Du có nhờ vậy mà Du có liên lạc với cái Hội Văn học nghệ thuật Hậu Giang và quen được nhà thơ Nguyễn Bá. Hồi đó Du thích Nguyễn Bá lắm, thì chú đọc thơ Nguyễn Bá thấy nó hay. Như là anh biết, Du không biết ở Cần Thơ nó có cái dòng sông tên là sông Santa. Sông Santa con sông gầy nhỏ nhất chảy rưng rưng trong góc ngoài ô nghèo, thơ Nguyễn Bá đấy. Những câu như là những hạt cát nối liền thành xứ sở, nó ảnh hưởng Du rồi đó. Nhưng mà chính anh Nguyễn Bá anh nói thế này, anh đọc thơ Du gửi đến đây, nói là thơ ông ấy bị ảnh hưởng Tố Hữu quá nặng. Thì Du biết là anh ấy nói về là có cái ý gì, tức là có lẽ là Du, một là Du bị ảnh hưởng nặng thơ Tố Hữu, hai ấy là không có cái sáng tạo mới mà bị ảnh hưởng của các cái bậc tiền nhân trước, các cái nhà thơ lớn bị ảnh hưởng, mình là cái bóng bò. Thì đến bây giờ Du cũng chưa hiểu được cái ý của anh Nguyễn Bá là gì. Tức là anh nhận thơ Du thì anh nói là thơ ông bị ảnh hưởng Tố Hữu quá. Thì cái hồi đó các bạn nghe cái bài này thì thấy cái chất thơ như vậy. Đến những cái bài vừa rồi đó, Du vừa đọc thì thấy nó hơi khác khác một chút rồi đó. Nhưng đây đây những cái bài Mùa Thu Buồn này và nhiều cái bài khác nữa là ảnh hưởng rất rõ. Tôi bỗng bồn chồn trước ánh mắt em, và suối tóc đen dày như mây xóa, ngựa bốn mùa gom về đây tất cả, em lặng nhìn thăm thẳm một mùa thu. Lấy chồng sớm làm chi cho thêm buồn lời ru, câu hát dân gian nói trong lồng ngực, tôi muốn gào lên với sao trời thổn thức, kéo tuột cả ngân hà xuống bể khổ đời tôi. Tình yêu là gì mà sao chơi vơi, con tim bồng bềnh không bến đợi, em cứ chập chờn như khói sương hư ảo, để thơ tôi lạc lối mãi chưa về. Em lặng buồn như thế chiều quê, hoa vũ sữa rụng bời bời ngọ vắng, tôi muốn chết đi hóa thành giọt nắng, gieo vào em chút lửa của riêng mình, mùa thu bồn chồn day dứt mãi trong tim. Đấy, bài bài Mùa Thu Buồn. Tôi đọc lại một lần nữa để kết thúc cái buổi nói chuyện về thơ hôm nay. Mùa Thu Buồn. Không biết làm sao mà hồi đó đó, Du là biết bài này. Tôi bỗng bồn chồn trước ánh mắt em, và suối tóc đen dày như mây xóa, ngựa bốn mùa gom về đây tất cả, em lặng nhìn thăm thẳm một mùa thu.
lấy chồng sớm làm chi cho thêm buồn lời ru. Câu hát dân gian nói trong lồng ngực, tôi muốn gào lên với sao trời thổn thức, kéo tuột cả ngân hà xuống biển khổ đời tôi. Tình yêu là gì mà sao chơi vơi, con tim bồng bềnh không bến đời. Em cứ chập chờn như khói sương hư ảo, để thơ tôi lạc lối mãi chưa về. Em lặng buồn như thế chiều quê, hoa vũ sữa rụng bời bời ngọ vắng. Tôi muốn chết đi, hóa thành giọt nắng, gieo vào em chút lửa của riêng mình. Mùa thu bồn chồn day dứt mãi trong tim. Tính thôi mà có lẽ là chú đọc thêm, tặng các bạn thêm một bài nữa trước khi dừng. Bởi vì là đọc hôm nay thì chú tự nhiên là chú nhớ tới Hà Nội. Bởi vì cái bài này là bài nhớ Hà Nội. Lâu lâu thì tự nhiên mà nhớ vậy đó. Nhớ cái nơi mình đã từng sống. Sống những năm tuổi thơ và những cái năm mà với vị thành niên như Hà Nội. Sau vất vả ban ngày, đêm đêm Hà Nội lại hiện về day dứt trong tôi. Đường cổ ngư mưa rơi, hàng liễu mờ tóc ướt, ta đưa em về phố Huế, chợ mơ ồn ào giữ bước chân. Hà Nội năm cửa ô, ta cùng em ra cửa Bắc, đê sông Hồng xanh như mắt, nước sông Hồng đỏ như mắt, em vui buồn thuộc ấy cùng ta. Đất nước bao la, Trường Sơn sau lưng, Biển Đông trước mặt, những nẻo đường vào Nam ra Bắc, Hà Nội có bao giờ xa xăm. Mưa phùn mùa đông, mùa thu hoa sữa, mùa hè xanh quả sấu chua đầu lưỡi, mùa xuân đi hái lộc Hồ Gươm. Hà Nội nghìn năm, đôi ta được mấy ngày giữa lòng Hà Nội, đêm đêm ngắm sao trời vời vợi, ta nhớ về Hà Nội nhớ em ơi. Bài nhớ Hà Nội. Thì khi mà quen cô Thúy Bảo, Du vẫn nói lâu lâu nói cô tự nhiên là nhớ về Hà Nội, không có đống Đông Đô Thăng Long gì hết, Hà Nội là Hà Nội, cái thành ở trong trong sông. Thì đây là bài thơ, bài thơ nhớ Hà Nội. Sau vất vả ban ngày, đêm đêm Hà Nội lại hiện về day dứt trong tôi. Đường cổ ngư mưa rơi, hàng liễu mờ tóc ướt, ta đưa em về phố Huế, chợ mơ ồn ào giữ bước chân. Hà Nội năm cửa ô, ta cùng em ra cửa Bắc, đê sông Hồng xanh như mắt, trên đê cỏ xanh, đê sông Hồng xanh như mắt, nước sông Hồng đỏ như mắt, cái thảm cỏ, cái vẻ cỏ bờ đê nó xanh, là cái dòng nước sông, nước gọi là sông Hồng là vì nước có đỏ. Thì chúng nói là nhớ là cái người bạn gái mà cái đêm vượt từ bên Gia Lâm về, đêm có báo động năm 1972 ấy, vượt về thì phản lực đến nó đánh bom ở cầu Phao Trương Dương. Du với người bạn gái lúc đó còn kẹt ở bờ bên bờ phía Gia Lâm ở phía Bắc, thì sau đó đi qua sông mà chen nhau xuống vì cái cầu nó tăng bo, cái cầu đi một khúc ra thì nó hết, nó đứt, bắt đầu phải dùng phà
đi tiếp qua một lúc nữa mới lại gặp cái đầu cầu bên kia, cầu phao lên đi nữa. Thì là khi cái phà đến, nó cập vào cái đầu cầu bên này, thì có du chứng kiến tận mắt là một cái người cha vác cái xe đạp, trên đó có ghế mây, có đứa bé nó ngồi. Thì ai cũng sợ máy bay đến, cho nên là tránh đau mà nhảy xuống cái phà. Thì cái người đàn ông đó vác xe trên này, có đứa bé ngồi trên, mà trời nó mưa, nước sông Hồng cuồn 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 xoáy, nó rít gầm ghê gớm lắm. Thì người ta chen nhau xuống, cho nên là phà nó sờ nhiều đầy, nó phải tách biến ra, nó phải tách biến. Thì cái ông ta vừa nhảy một chân xuống, một chân vừa nhảy một chân đạp tới được cái bàn phà, mõ bàn phà, còn một chân thì vẫn ở trên cái cầu. Thì cái phà tách ra và Du nhìn thấy trước mắt Du, cái phà tách ra thì ông rớt xuống nước, rớt xuống chìm liền. Vì cái bàn phà này cái quạt nó đánh sóng xoáy nước cuồn cuộn chìm xuống. Trời ơi, đau kinh khủng. Mới hiểu được là nước sông Hồng đỏ như mắt, nước sông Hồng nó khắc trong cuộc chiến tranh của Tổ quốc. Không phải chỉ có miền Nam hy sinh đâu, mà miền Bắc hy sinh dữ dội đó. Cái sự hy sinh của đồng bào Bắc thì không thể nói được. Hy sinh vì chính cái cuộc chiến đấu trên quê hương mình, trên mảnh đất của mình, và hy sinh cho miền Nam chiến thắng. Hai lần gồng sức lên chiến đấu cho miền Nam và chiến đấu cho chính quê hương mình. Rồi đau rồi, tôi nhớ lắm. Hà Nội năm cửa ô, ta cùng em ra cửa Bắc. Đê sông Hồng xanh như mắt, nước sông Hồng đỏ như mắt. Em vui buồn thuở ấy cùng ta, đất nước bao la, Trường Sơn sau lưng, Biển Đông trước mặt. Những nẻo đường vào Nam ra Bắc, Hà Nội có bao giờ xa xăm? Hà Nội ở trong tim ta mà. Mưa phùn mùa đông, mùa thu hoa sữa, mùa hè xanh quả sấu chua đầu lưỡi, mùa xuân đi hái lộc Hồ Gươm. Hà Nội nghìn năm, đôi ta được mấy ngày giữa lòng Hà Nội, đêm đêm ngắm sao trời vời vợi, ta nhớ về Hà Nội nhớ em ơi. Bài thơ này tên là Nhớ Hà Nội, ở trong cái tập thơ mà chúng cầm lên tay đây, tập thơ rất là cũ trong cái này. Nó còn có những cái tấm hình từ ngày xưa, nó cũng cũ lắm, tấm hình rất là cũ. Còn những cái bài viết lên máy Lê Poulia gì, Lê Poulia nó cũng xấu, thời đó nó khó khăn của dân tộc, giấy nó cũng đen nâu. Đấy. Khi thơ viết lượm những cái tờ giấy, lượm những cái tờ giấy hóa đơn, lượm những cái giấy để viết, lúc nào chúng sẽ đọc những bài thơ vớ vẩn này. Đấy. Như trong đáng lẽ chúng ta dừng ở đây, nhưng mà tự nhiên là lúc này là cái tờ giấy polia, tờ giấy nó xấu lắm, màu nâu. Đấy.
Trong đó là có Du đánh máy cái bài là bài thơ Du đặt là xin cảm ơn đất nước, tại vì lúc đó là mình Thanh Hồng. Du nhớ là hồi đó là Du có đọc cái bài thơ Cảm ơn đất nước của Huỳnh Thanh Hồng. Tôi chưa từng đi qua chiến tranh, thuở quê hương gồng gánh nỗi đau, tôi lớn lên từ những khúc dân ca khoan nhặt tiếng đờn kìm. Huỳnh Thanh Hồng. Thì Du mới viết bài một bài thơ cùng cái ý lúc của Thanh Hồng. Nhưng mà để cho nó khác Thanh Hồng, Du vừa thêm chữ xin. Thanh Hồng là cảm ơn nước, còn Du là xin cảm ơn đất nước. Thì hôm nay xin đọc cho các bạn nghe cái bài này. Tôi xin cảm ơn đất nước của ông bà. Cũng xin nói là thời gian quá lâu rồi. Cái bài thơ này chắc Du đã, bởi vì là Du từ Long Hồ Du lên Vĩnh Long năm 1987, thì hình như là bài Cảm ơn đất nước Thanh Hồng viết năm 88, thì bài thơ này chắc là từ 88 đến giờ. Đấy, Puria nó cho nên nó mờ, nhiều khi lâu không đọc rồi nó quên, cho các bạn thông cảm. Nó nhiều chữ không thấy, không thấy đi đường nhà. Tôi xin cảm ơn đất nước của ông bà đã cho tôi những bài dân ca không thể nào quên được. Những bài dân ca bồng bềnh trắng nước, cho chúng mình yêu nhau ngồi tựa mạn thuyền. Quan họ Bắc Ninh nó có bài ngồi tựa mạn thuyền. Tôi xin cảm ơn đất nước của ông bà đã cho tôi những bài dân ca không thể nào quên được. Những bài dân ca bình bồng trắng nước, cho chúng mình yêu nhau ngồi tựa mạn thuyền. Đất nước mến yêu ơi, người đã cho chúng tôi lũy tre để có cây đàn bầu dân tộc. Những cung thăng cung trầm ngân lên như tiếng khóc, đêm mùa hè trắc ẩn tiếng ai ru. Cố tấm ngày xưa còn sống đến bây giờ cũng từng đi qua chiếc cầu tre mới trở thành hoàng hậu. À ơi, lời ru không bao giờ là huyền thoại. Hoàng hậu cũng ru con mình bằng tiếng hát ru con. Cái chỗ này hơi tâm sự một chút. Đêm mùa hè trắc ẩn lời ru. Chúng xin đọc lại cái khổ thứ hai này. Đất nước mến yêu ơi, người đã cho chúng tôi lũy tre để có cây đàn bầu dân tộc. Những cung thăng cung trầm ngân lên như tiếng khóc, đêm mùa hè trắc ẩn tiếng ai ru. Cố tấm ngày xưa còn sống đến bây giờ cũng từng đi qua chiếc cầu tre mới trở thành hoàng hậu. À ơi, lời ru không bao giờ là huyền thoại. Hoàng hậu cũng ru con mình bằng tiếng hát ru con. Tôi xin cảm ơn đất nước đã cho tôi dòng máu Lạc Hồng, để cho tôi được nghe tiếng trống đồng rung lên trong lồng ngực. Thằng Lý Thông, mày không thể nào hiểu được vì sao công chúa không cười, không nói giữa hoàng cung. Đất nước của tôi ơi, đất nước anh hùng, có Trường Sơn sau lưng, có Biển Đông trước mặt. Du rất thích cái ý này. Nhiều bài thơ Du vẫn nhắc lại cái ý này. Đất nước của tôi ơi, đất nước anh hùng, có Trường Sơn sau lưng, có Biển Đông trước mặt. Chàng Thạch Sanh dịu dàng dùng tiếng đàn đánh tan quân giặc, sông nước Cửu Long còn vọng đến bây giờ. Thạch Sanh, cái cổ tích Thạch Sanh, như chắc chắn là nó ra đời ở cái vùng Kiên Giang, hang Thạch Độc. Chàng Thạch Sanh dịu dàng dùng tiếng đàn đánh tan quân giặc, sông nước Cửu Long còn vọng đến bây giờ. Tôi xin cúi chào đất nước đẹp như thơ, một em bé chăn trâu cũng góp được cho đời véo von lời sáo trúc, một cánh buồm cũng trở thành nốt nhạc, và vạt áo của em cũng để dành cho anh chép câu thơ của gừng cay muối mặn đến bao giờ.
tôi xin cảm ơn đất nước của ông bà để lại với những khúc dân ca nghìn năm còn trẻ mãi cho chúng mình vào hội trao duyên. Người ơi, đất nước 4.000 năm biết mấy truân chuyên, dây rau muống bò dài qua mưa nắng, cho Nguyễn Du để lại nàng kiều đầy truân chuyên cay đắng, cho tôi trọn đời thổn thức đất nước Việt Nam ơi. Ở trong mấy cái câu cuối này là Du có lấy bút mực Du sửa. Đấy, có lẽ là Du sẽ sửa lại bài thơ này, đánh máy lại để lưu. Thì hôm nay Du cầm một cuốn sổ ghi chép lại một số cái bài thơ cũ thời lúc Du còn sống ở Cần Thơ. Cuốn sổ này năm 1977 này. Này Du có nói Nguyễn Bá trong này, cái bài Sông Santa Du có đề là kính tặng anh Nguyễn Bá Đàng Hoàng. Sông Santa. Đấy. Kính tặng anh Nguyễn Bá. Sông Santa. Đạp xe qua cầu giấy, nhớ anh kể về dấu chân trên phù sa. Ôi mười mấy năm qua như là lửa cháy, cho ta thấy rõ bà con mình bên bờ sông Santa. Rồi Xoài La San, rồi Cầu Cái Răng. Thì cái bài thơ này Du viết như vậy là chắc chắn là Du ra nghỉ hè ở Hà Nội. Du về Hà Nội mới đạp xe đi cầu giấy. Đi cầu giấy thì nhớ lại cái bài thơ Dấu Chân trên phù sa của anh Nguyễn Bá, viết bài thơ này. Ôi mười mấy năm qua như là lửa cháy, cho ta thấy rõ bà con mình bên dòng sông Santa. Thôi thì hôm nào Du sẽ đọc tiếp bài thơ, một số bài thơ trong cuốn sổ thơ này tặng các bạn. Thì hôm nay Du tạm dừng ở đây.